Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Hàng Nhật Bãi Giá Rẻ nhé. Tiếp tục clip ngày hôm nay thì em lên cho bác một em Sanyo xoài nhé. Con này về em mới về rất đẹp các bác nhé. Hình thức bên ngoài này, đây em đang test xì nhé. Đấy. Hình thức bên ngoài con này rất là ok nhé. Đấy. Hình thức là ok này. Ui nó xì này các bác này. Đấy, xì này nó hơi nó đang lên trên cái ống nhé. Tương đối là ok này. Đấy, rất đẹp nhé. Đây thì em vừa mới lau xong này em test luôn cho các bác, nó hơi còn hơi tí nước ở đây này. Con này là chứ còn khá là ok nhé. Đấy, hơi như đã lên cổng chính các bác này. Đấy, con này thì là đây, mã hiệu nó đây nhá, EACJ này, JK10 nhé. Con này đời 2008 các bác nhé. Đấy, điện 100V, công suất của nó là 1200 này. Đấy, ui giời, rất là ok các bác này. Hơi hiếc thì ra ok nhé. Hai thành vách của nó thì đẹp nhé, không bị xì này các bác này. Đấy, hai bên thì không bị xì nhé, hơi chính này. Đấy, hơi chính thì đã ok rồi nhá. Thì em tắt đi. Đấy, xì nhá, xì đẹp, là hơi ra này ra đẹp nhé các bác nhé. Hai bên thành vách thì không bị xì. Đấy, giòn sôi đều các bác nhé. Thì cái này tại vì em vừa mới vệ sinh nhé, nên em test cho các bác luôn, nên nước nó vẫn còn hơi dính hai bên nhá. Đấy các bác nhìn cái giòn của nó này, giòn rất của nó nhá. Để quay ánh sáng đi. Đấy, các bác nhìn cái giòn của nó này, giòn còn xanh ngắt luôn nhá. Đấy, xanh ngắt luôn này, rất là đẹp nhé. Đây những cái giòn viền của nó này, đây nhé. Chỗ này thì nó hơi cõng một tí thì vệ sinh lại là sạch nhé các bác nhé. Đấy, em mới lau qua em vệ sinh được, em quay video cho các bác ạ. Rất là đẹp nhé, nhưng còn cảm biến như nó này còn đẹp nguyên luôn này. Đấy, còn mới tinh luôn nhé. Con này là hàng nó ít dùng luôn. Đây em cho các bác xem cái son của nó này. Đây thì em vừa mới vệ sinh ấy, đây các bác nhìn cái son của nó này, son đẹp nguyên luôn nhá. Đấy, rất là đẹp này. Ui, rất là đẹp các bác nhận đây, thành vách này. Rất là ok nhá, son dày đẹp nhá. Thì con này em bán với giá là 1,6 triệu các bác nhá. 1,6 triệu. Bác nào chốt hàng thì vào lòng liên hệ với em nhá. Con này pin viết của nó thì còn nguyên luôn này. Menu này. Đấy, các chế độ nhá. Nấu cháo nó chưa có kiểu này. Đấy. Thì bác nào chốt hàng con này thì bác vui lòng liên hệ với em nhé. 0983 này 39755 giúp em vậy. Bác xem clip của em thấy hay cho em xin một like, một chia sẻ đăng ký kênh các bác nhé. Em chào các bác, em hẹn các bác ở clip tiếp theo nhé.